Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hồi đêm hôm á là heo mình nó xanh, là mình không hay luôn nha các bạn, nó tự đẻ luôn nha. Chiều hôm qua là mình có kiểm tra nó rồi nhưng mà mình chưa thấy biểu hiện xanh gì các bạn. 7-8 giờ tối mình ra thì mình cũng chưa thấy biểu hiện gì hết á. Mà sáng mình ra thì thấy nó đẻ rồi, có 7 con lọt dưới đất nha. Có 2 con nó lọt xuống máng nước các bạn, nó nằm ở dưới đó nó lạnh. Hiện tại như cái clip trước mình đã quay cho các bạn xem đó, là nó có 7 con nó yếu nha, mình để riêng á. Mà trong đó mình thấy có 3 con nó yếu lắm, mà chắc có thể là nó có hao vài con đó các bạn. Thì bây giờ sẵn cái bầy này nhiều á, là mình sẽ làm một cái clip nữa là mình pha sữa cộng amox cộng cám thập ăn, để cho các bạn tham khảo, để cho các bạn áp dụng các phương pháp của Nguyễn Nguyễn Vlog, là sữa cộng amox cộng cám. Sau này đàn của các bạn nó đẻ bao nhiêu các bạn nuôi cũng đạt hết, trừ những trường hợp mà con heo nó đẻ ra là thứ nhất là heo con quá yếu, thứ hai nữa là heo con bị mẹ nó đè, đó là những trường hợp nó bị hao nha. Còn mà nó đã ăn được cám sữa rồi á thì không bao giờ nó bị hao. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình nuôi 18 con này nha các bạn, cố gắng chăm những con yếu mà mình biết là chắc nó sẽ có hao thôi, nhưng mà không biết là nó hao thế nào thôi các bạn, con nào nó hao thôi. Tại vì mình thấy có 3 con là nó yếu quá. Thì bây giờ mình sẽ làm cái clip này cho đến khi tách bầy, xem thử coi tốc độ lớn nó như thế nào và nó uống cám sữa ra sao nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa cộng amox cộng cám. Nếu các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình nha. Đây là buổi chiều của đàn heo mình nè các bạn. Hồi lúc sáng mình để một bịch sữa và một muỗng amox á, thì chiều nay khoảng 3:20 á là nó đã uống hết nha. Đây các bạn kiểm heo với mình luôn nè, có một con bên đó thì nó hơi yếu nha, cái con mà nằm này nè, chỗ đầu ngón tay mình là nó hơi yếu, nó con nó ngốc gì đó. Đây nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, con đi là 11 12 13 14 15 16 17 hả. Đây nè, có cái con đi thì nó hơi nhỏ, nó hơi yếu thôi. Thì bây giờ mình sẽ pha cám với sữa cho các bạn xem nha. Ở đây là cám mình thường dùng nha các bạn. Ở đây là cám tập ăn cho heo con nha. Cám tập ăn của công ty này thì có hai loại. Một loại thì dạng giống như là cám hộp của mình, một loại là giống nó tan ra là giống như sữa của em bé nha. Ở đây là thùng 20kg nè các bạn, một bọc là 2kg. Thùng này là 1,3 triệu nha, tương đương với là 1 kg là 65.000, là một bọc với 2 kg là 130. Đây ở trong nè, ở trong này nó có 10 bọc giống như vậy nha các bạn. Cám tập ăn á, thì các bạn chọn loại nào cũng được, yêu cầu nó đủ dinh dưỡng là được. Đây hạn sử dụng tới tháng 10 năm 2022, thứ hạn sử dụng tới tháng 12 năm 2022. Bây giờ là tháng 10 thì hạn sử dụng còn 2 tháng nữa nha các bạn. Hộp cám giống như vậy nè, là 2 tháng nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ bỏ cám tập ăn này cho heo con nha. Bây giờ thì mình sẽ khui cám và mình pha sữa cộng amox với cám cho các bạn xem. Đây mình khui bịch cám cho các bạn xem nha. Ở trong thì nó vô bọc bình thường thôi các bạn, bọc 2kg bình thường thôi. Ở trong thì bọc 2kg nó gì nè các bạn, nó vô bọc 2kg nè. Cám này á, nó tan ra là cái màu nó giống là sữa luôn nha các bạn. Cám mà heo con tách bầy á, từ 7 đến 15kg á, các bạn pha á, là nó còn hơi màu, hơi vàng vàng nha. Còn cám này là các bạn pha tan ra luôn là nó trùng màu với màu sữa luôn nha. Rồi bây giờ các bạn pha thì các bạn để amox trước nha. Đây, đây là amox nè, các bạn để vô một muỗng nè. Rồi các bạn gửi cái bịch sữa vô. Gửi cái bịch sữa vô là amox nó sẽ tan nha, sữa nó chảy là amox nó sẽ tan luôn nha. Đó, mình để sữa vừa hết bịch sữa là móc đã tan luôn rồi. Rồi khi mà các bạn xong rồi, các bạn sẽ hốt một nắm cám nè. Đây mình sẽ hốt một nắm cám nha. Mình sẽ gãi đều ra, rồi mình để đây khoảng 5 đến 10 phút sau là cám này nó sẽ tan ra trùng màu với màu sữa luôn nha các bạn. Rồi mình, các bạn lưu ý là để tan ra đều, hột cám nó tan nhuyễn ra hết rồi chúng ta mới để xuống cho heo nó uống nha. Nãy giờ mình ngâm cám cũng đã được 5 phút rồi nha các bạn. Cám thì nó cũng tan thì cũng tương đối được nha các bạn ơi, nó chỉ còn tí xíu nữa thôi. Bây giờ mình sẽ để xuống, giờ nó mới bú no xong là nó ngủ hết rồi. Bây giờ mình để xuống là đợi nó thức nữa là cám là tan hết luôn là vừa nha. Rồi mình đã để cám xuống xong nha các bạn ơi, một tí nữa thì con nào đói thì nó sẽ tự động lại nó uống nha. Đây là bịch thứ hai trong ngày nha, hôm nay là ngày thứ hai luôn nha.
Ngày mai thì ngày thứ ba thì mình sẽ cho uống cầu trùng, mình tiêm sắt và chích thêm con heo mẹ một mũi amốc nữa là mũi thứ hai nha. Đây, hôm nay là sáng ngày thứ ba nè các bạn ơi. Mẹ nó đứng dị ăn là nó dạt hết nha. Ngày thứ ba là đã biết rồi nha các bạn ơi, nó dạt hết nha. Hôm qua mình để một bịch sữa và một nấm cám á, thì hôm nay lại ăn không hết nha các bạn, còn một tí nha. Một tí này thì không đáng kể đâu các bạn ơi. Rồi lúc đêm hôm á là khoảng gần 2 giờ là mình đi thăm heo, là mình phát hiện là có một con nó bị đè và một con nó rớt xuống nước nó chết nha các bạn. Cái con mà rớt xuống nước này nè, cái con nhỏ á, là cái con mà thường xuyên mà nó rơ lọt xuống đó bạn, mình lụm đó. Còn con bự này là nó bị đè nè, là đêm hôm là nó bị hao hai con luôn. Nó lọt xuống nè, cái phân nó còn dính nửa bề dưới nữa nè. Còn con này thì nó bị đè tím người hết. Bây giờ tổng đàn mình chỉ còn có 15 con thôi các bạn ơi. Đây, đây hai con nè. Trên đó 5 con nữa là 7 con. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Còn 15 con nha, tổng đàn mình giờ còn 15 con. Đây, đây mấy con heo nhỏ tấp bầy rồi nè. Đó. Cái đàn heo này là dao động là từ 14 cho đến 17 kg nè các bạn. Đây là ô này là 15 con nè. Đây ô này vài con nữa. Còn mấy ô bên đây á, thì bữa tới 5-6 bữa nữa thì khách bắt 12 con rồi. Khách bắt 12 con là khoảng chừng 12 kg nha. Khách lựa 12 kg. Còn hai bầy bên đây á thì có khách đặt là 10 con thôi, nuôi lớn. Bây giờ á chỗ khách đang bị dịch trộn nha, nhưng mà nuôi lên 20 kg khách vẫn bắt nha. Lúc trước là khách bắt 20 con nhưng mà do tình hình dịch bệnh á, rồi heo to nữa thì khách bắt 10 con thôi. Tại vì heo nhỏ thì khách bắt 20 con mà lớn ký thì lớn tiền, nên nặng tiền quá là khách bắt chỉ 10 con thôi. Rồi bày bên đây 13 con nè, hôm nay hình như làm được 13 ngày nè. Đó, 13 ngày 13 con nhìn rất là bóng, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây, quay từ từ các bạn xem luôn nè. Mình để cái máng chỗ này nè, nó dời tới, nó dời qua đây, nó dời tùm lum hết trơn á, nó khựi lên á. Rồi một tí nữa thì mình cho uống cầu trùng và mình chích sắt á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn sẵn mình quay cho các bạn xem luôn nha. Con này là con nhỏ nhất bầy luôn nè. Đây các bạn so sánh nha. Đây các bạn so sánh cái con nhỏ này với con những con đang bú đi. Nó bú không được là nó sẽ ăn cám sữa nha. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Nó giành không lợi những con kia là nó uống sữa này với ăn cám này là nó sống nha. Rồi khi mà những con kia nó bú xong á thì nó lại nó dơ vét những gì mà còn lại á thì nó cũng được một ít. Đó. Đó là một con nhỏ nhất bầy nha các bạn. 14 con kia nó giành bú rồi, còn nó nhỏ nó chen vô không nổi. Thì bắt buộc là nó phải uống cám sữa này để nó sống nha. Đây. Nhầm con nó ham quá các bạn, nó vô nó uống xong nó nằm ngủ trong đó luôn. Hôm nay mà 3 ngày mà nó uống được nhiều đó các bạn. Những con mà nó ăn không được á thì nó sẽ ăn cắm sữa. Đó. Giờ nó chen vô đó các bạn ơi. Mình quay thực tế cho các bạn xem luôn đó. Hôm nay là ngày thứ ba nè. Hôm nay là mình cũng đi bắt heo giống luôn nè. Mình chia lại heo giống là của đại lý nha, bắt heo to luôn. Con tầm 11 triệu, 11 triệu rưỡi một con nha. Đây. Các bạn nhìn mê không? Heo hôm nay 13 ngày nhìn tròn đẹp không? Bầy bên đây thì nó chưa đẹp lắm, nhưng mà tới mười mấy ngày trở lên là nó sẽ đẹp tròn bóng lại nha. Nè, có cái con kia nó đi dưới, bữa nay nó cắn lộn. Bỏ vô bầy nào nó cũng cắn hết trơn á. Nó cắn sơ sát hết trơn. Nói với con bò nó cắn kìa. Con bò nó cắn kìa, đỏ người, ra máu đỏ người hết trơn á. Rồi bắt đầu mình bắt bỏ lên cái bầy này nó cũng không chịu luôn, nó cũng được cắn người ta luôn. Bắt buộc là mình phải đưa nó xuống dưới này nha. Các bạn gặp trường hợp mà hai con cắn lộn á thì các bạn nên tiêm ngừa cho nó trước một mũi hạ sốt luôn nha. Tại vì vết thương nó hành nó sẽ ấn lạnh đó các bạn, là không biết nó sốt lúc nào, các bạn cứ tiêm hạ sốt trước cho nó đi. Rồi chiều lại các bạn tiêm cho nó một mũi amốc nữa nha. Cái amốc là kháng sinh phổ rộng nha các bạn, nó ngừa những bệnh kế phát xảy ra nha.
Hôm nay là chiều ngày thứ ba nè các bạn. Buổi chiều ngày thứ ba nè các bạn. Mình đã tiêm sắt và mình trú cầu trùng xong hết nha, cả đàn luôn. Mình trên mỗi lưng là mình làm dấu để không bị lộn nha. Cái con nó nhỏ nhất bầy nè các bạn. Mình bỏ xuống là nó bú không được, nhưng mà nó chủ yếu là nó uống nước sữa này với mốc với cám tập ăn thôi. Mình bỏ xuống là nó nhảy vô ăn liền. Mấy con khác nhiều khi là chưa biết ăn nữa mà nó là ăn gành rồi đó. Đó, hôm nay là chiều ngày thứ ba của nó nè. Nó nhỏ quá các bạn, nó không giành bú được. Cái con này là thuộc trong 7 con yếu mà nó gớt xuống sàn nha. Do lùm bữa mình không phát hiện được á, nó xanh rồi nó gớt xuống, rồi đêm đó nó không có đèn ấm nữa nên nó lạnh, nó yếu nha. Mình để mình gắn 115 con còn lại này. Đó. Rồi tới ngày thứ 7 thì mình chích sắt, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ngày đầu tiên là mình đã, ngày thứ nhất á, là mình đã chích amox cho con nái rồi. Rồi ngày thứ hai là mình ngưng, ngày thứ ba là hôm nay là mình cũng đã tiêm oxytocin và amox cho nó rồi. Oxytocin thì các bạn tiêm mỗi lần 3C, các bạn tiêm 5 ngày liên tục. Còn amox là các bạn tiêm 3 mũi, các bạn tiêm 1 ngày, nghỉ 1 ngày. Rồi tới ngày thứ 7 á, thì mình chích sắt, mình quay cho các bạn xem thêm nha. Ở đây buổi tối ngày thứ ba nè các bạn. Đây là lúc 8 giờ rưỡi tối nè. Mình sẽ quay cho các bạn xem lúc chiều mình để một bịch sữa, một nắm cám và một muỗng amox, xem nó uống còn bao nhiêu nha. Như 10 phần á, là theo mình quan sát, đứng ở ngoài này quan sát á, là nó chỉ còn khoảng chừng 2 phần rưỡi, 3 phần thôi các bạn. Hôm nay là tối ngày thứ ba nha. Đây, mấy bầy bên đây ăn xong rồi nó giỡn nè. Đó. Ở đây là từ bên ngoài là mình nhìn vô nha các bạn. Ở ngoài thì mình không có bật đèn led. Nếu mà mình bật đèn led á thì nó sẽ chá, nó sẽ chói nha, rồi các bạn không quan sát được. Đó, đây đàn heo bự của mình nè. Ít ngày nữa thì có khách hàng bắt 12 con rồi nha. 12 con nhỏ bên đây nè, dao động từ 10 đến 12 kg. Đây nè các bạn, heo mình chích sắt mũi 2 nha các bạn ơi. 7 ngày là chích sắt mũi 2 nha. Heo mình hiện tại là uống được 2 bịch sữa và 3 nấm cám nha các bạn ơi. Ngày mai mình pha sữa với cám á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Hôm nay trời tối quá thì mình quay sơ qua chích sắt mũi 2 nè, đánh dấu trên lưng từng con hết nha. Heo đang cắm sữa thì hơi dơ nha, hơi dơ. Heo đang cắm sữa thì hơi dơ nha các bạn. Ngày mai thì mình sẽ làm vệ sinh cái sàn này sạch, rồi mình tắm heo cho nó sạch, rồi bắt đầu mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi cám sau khi mình ngâm được khoảng 15 phút nha các bạn, mình để xuống nha. Và nãy giờ mình đi làm công chuyện, mình để 15 phút luôn. Đó. Bây giờ nó bú rồi nha. Một tí nữa thì nó sẽ lại nó ăn sao. Bầy bên đây nó cũng bú luôn nè. Bầy này thì một ngày nó ăn khoảng 6 đến 7 nấm cám khô các bạn. Nếu mà cám ướt thì nó ăn ngày ta cỡ 8 9 nấm với 2 bịch sữa nha. Có sữa với cám nước vô nó ăn mới nhiều nha, còn cám khô nó ăn ít hơn nha. Còn bầy này thì mình cho ăn cám nước với sữa. Cám, sữa, amox. Rồi mình lưu ý các bạn một lần nữa là các bạn nên xài amox của Anova nè, A3 nè, hoặc là amox của Pháp nha, nó mới tốt nha. Còn những loại khác mình chưa xài thì mình chưa đánh giá được kết quả như thế nào nha. Các bạn bỏ amox càng nhiều thì nó càng bón nha, chứ không phải là ăn càng nhiều amox nó càng tiêu chảy, không có chuyện đó nha các bạn. Heo mình hôm nay là được 20 ngày nè các bạn. Mình bỏ một bịch cấp sữa xuống chưa được 10 phút nữa các bạn là nó ăn hết rồi. Một bịch sữa cộng da móc cộng thêm 3 nấm cám nữa nha. Chưa được 10 phút nữa là nó ăn hết rồi. Tại vì heo này nó lớn rồi, nó ăn rất là mạnh luôn. Hôm nay là được 20 ngày nha các bạn. Đó, các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bầy heo của mình 21 ngày nè các bạn. Ăn no mạnh luôn nha các bạn. Ăn khỏe mạnh bình thường nha. Ăn xong rồi nằm ngủ hết trơn rồi nè. Tiêm cho con một con một mũi thuốc bổ để cho nó khỏe hết nha. Đó. Cho nó thuốc bổ để nó sung, nó kích thích nó ăn lên các bạn. Các bạn có thể tiêm Becomlet hoặc là Catusan cũng được nha. Heo mình hôm nay là 26 ngày nè các bạn. Mình sẽ tách cái đàn heo này nha. Nó 26 ngày rồi, nó cái con diêm da lúc trước đó các bạn, giờ nó trắng lại rồi đó. Nó ăn no, nó nằm rồi đó. Đó. Đây cũng là một con diêm da lần trước luôn nè. Giờ nó trắng tinh thấy không? Mình bôi mực từ từ nó bay ra hết nè. Hôm nay là 26 ngày nha, heo rất là to nha các bạn.
bầy này là còn 14 con nha các bạn ơi. Hồi lúc mới đẻ là 18 con, rồi nó chết lúc đẻ một con là còn 17. Rồi nó yếu một chết yếu một con. Chết gớt dưới nước một con và bị đè một con nha. Là tổng là chết 3 con. Với một con lúc đẻ là 4 con. Bây giờ nó còn 14 con nha các bạn. Ăn rất là mạnh luôn. Rồi mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp mà ăn sữa amox với cám tập ăn được thành công nha. Đó, bầy này lúc trước nè, bầy này hôm nay nữa được 10 ngày nè các bạn. Lúc 7 ngày mình quay cho các bạn coi đó, là nó không bị tiêu chảy, không bị gì hết đó. Đó, bây giờ mình quay phân, mình mới dội chuồng xong rồi nè. Hôm nay 10 ngày nó vẫn bình thường, nó đâu có tiêu chảy cái gì đâu, nó bình thường thôi. Mình mới dội chuồng xong nè, các bạn nhìn trên đây là các bạn biết phân nó như thế nào nè. Bây giờ lúc 7 ngày là mình đã ngưng amox rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho ăn tự do bình thường nè, không có trộn amox, không có trộn thuốc gì hết trơn á. Bầy bên đây nè, 26 ngày ăn mạnh bình thường, hôm nay mình tách bầy luôn nè. Các bạn nào mà nếu mà tiết kiệm sữa, các bạn cho ăn lên từ lúc mới đẻ cho tới 10 ngày hoặc 12 ngày á, là heo đã biết ăn mạnh rồi, ăn gành rồi. Thì mình ngưng sữa cũng được, nhưng mà nó ăn hơi chậm lại nha. Còn mình có điều kiện mà bầy mình đông á, mình nên cho ăn khoảng chừng 15 đến 20 ngày đi. Lúc đó là heo mình đảm bảo là ăn khỏe mạnh luôn, là nó mập mạp bình thường luôn. Đây mấy bầy bên đây nè, đó có hai con bú sữa không hết luôn. Bầy này 6 con luôn. Bầy bên đây 5 con luôn. Cái này heo tơ các bạn, có con đằng đó là heo gạ thôi. Nái, mấy con nái này mình phối rồi hết rồi nè. Nái này là chưa phối, nái này phối rồi luôn nè. Đó, con này các bạn bụng bụng nè các bạn. Đó, con này mới 2 tháng mấy mà bụng nó nè. Đó, đàn này là dao động là từ 20 cho đến 35kg các bạn. Có bầy bự, có 5-6 con bự á, to hơn mấy con khác. Do mình không đủ ô á, mình nhốt chung nó luôn. Rồi ở ra đây thì mình quay cái vuông mình cho các bạn xem nha. Bây giờ thì sắp Tết rồi, nhưng mà lúa người ta đã chỗ bông hết rồi á. Thì cái vuông này là mình không có làm ruộng. Thường thường là mùa này là làm ruộng các bạn. Rồi hồi lúc trước là mình nuôi cá chốt trong cái dèo đó xanh đó đó. Rồi xong rồi khoảng gần bằng ngón tay út á. Rồi xong khoảng bằng gần bằng ngón tay út của mình á là mình thả ra. Rồi bây giờ mình thả ra vuông này. Rồi mình thả thêm cá lóc và cá rô phi. Ở đây rau muống mọc rất là nhiều luôn nè. Mà tại sao mà mình không làm, không xịt thuốc cho nó chết bớt? Tại vì các bạn thả cá lóc á là nó cần phải có chỗ trú ẩn, còn nó không có chỗ trú ẩn á là nó sẽ đi nha các bạn. Cá lóc nó dễ đi lắm, trời mưa có đường nước chảy là nó dễ đi lắm, tại vì mình nuôi số lượng nhiều quá. Nuôi này không phải là nuôi công nghiệp, mình thả xuống để cho có, để tới mà qua Tết khoảng 1-2 tháng á, mình tắt vuông để có cá bắt á các bạn. Để cho nước mặn tới á, là mình tắt vuông xong, rồi mình thu hoạch cá. Mà mình tắt vuông xong, rồi đầu mình xử lý cái vuông của mình, gãi dôi này kia đồ á, cho độ pH nó ổn định, rồi bắt đầu mình đưa nước vào, rồi mình xử lý thêm dôi nữa. Rồi cho muống này là cần chỗ trú ẩn cho nó, để cái vuông mà chống lỏng luôn các bạn, là cá nó dễ đi nha. Thường thường á là nếu mà mình không nuôi tôm, không làm thường thường nếu mà mình không làm ruộng á, khoảng tháng 6, tháng 7 bắt đầu này là bồn bồn nè các bạn. Đây là bồn bồn nó già đó, ở chỗ mình gọi đây là bồn bồn nha. Mình sẽ trồng bồn bồn, do năm nay các bạn là kiếm người nhỏ khó quá là không có trồng bồn bồn. Cô của mình trồng bồn bồn như vậy nè, từ 1 đến 2 công là bằng các bạn làm 10 công lúa. Bồn bồn thu nhập rất là cao nha. Ví dụ như cái vuông này hiện tại là 5 công nè, các bạn trồng phải không, các bạn nhổ sơ qua cái là 1 tuần đến 10 ngày sau là các bạn nhổ được nữa rồi đó. Là 1 ký bây giờ là khoảng 35.000 nha các bạn. Bồn bồn dưa, bồn bồn tươi là khoảng 35.000 nha. Cô mình làm nhiều lắm. Để mình đăng, các bạn đón xem đi, chiều nay hoặc ngày mai mình sẽ đăng cái clip mà cái video ngắn quay cái mà mảnh đất bồn bồn cô mình cho các bạn xem nha. Ở đây 5 công nè, lúc trước trồng bồn bồn, rồi cái miếng lá, cái cục lá này, đây là gọi là lá dừa nước nè các bạn. Cái trái dừa nước mà các bạn hay ăn á, đó là lá trái dừa nước đó. Đó là khoảng 500 mét vuông là của người ta.
rồi bỏ cách cái miếng lá đó là qua bản vuông mình gần 10 công bên đó nữa. Phải không có cái miếng lá này á, thì nó thông qua bản thì dễ tiện quá các bạn, làm tiện luôn rồi. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha.